Những ngày gần đây, nước sông Tô Lịch, đoạn đầu đường Hoàng Quốc Việt và đường Láng, Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội bất ngờ chuyển sang xanh ngắt, cảm nhận rõ dòng sông trở nên trong và sạch hơn. Dù dưới dòng nước vẫn tồn tại nhiều điểm ô nhiễm và ngập rác thải, nhưng môi trường nước được cải thiện đáng kể. Nhiều người dân tỏ ra băn khoăn không rõ nguyên nhân bởi những ngày qua Hà Nội không có mưa lớn, nhưng lượng nước dưới sông vẫn cao. Nước hoàn toàn chuyển sang màu khác lạ, dễ dàng quan sát được bằng mắt thường. Liên quan đến việc nước sông đổi từ màu đen sang xanh lục, theo công ty trách nhiệm hữu hạn MTV, thoát nước Hà Nội, do đơn vị này quản lý vận hành mực nước Hồ Tây và đã mở cửa để hạ bớt mực nước hồ về mức quy định trong mùa mưa, để tăng khả năng lưu trữ, điều hòa nước mưa. Do đó, Hồ Tây chảy ra một phần và khiến nước sông Tô Lịch đổi màu. Được biết, nước sông Tô Lịch thường ngày vốn màu đen và bốc mùi hôi thối do nước thải sinh hoạt của thành phố. Trước tình trạng này, Hà Nội đã nhiều lần tìm các phương án xử lý ô nhiễm trên dòng sông. Tính đến hiện tại, hai bên bờ sông Tô Lịch vẫn đang triển khai thực hiện các công trình thu gom nước thải trong dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá nhằm thu gom toàn bộ nước thải khu vực cư dân dọc sông để đưa về xử lý tại nhà máy, giảm bớt ô nhiễm cho sông Tô Lịch. Tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, bên cạnh việc trồng các loại cây truyền thống như lúa, ngô, khoai sắn, không ít các địa phương đã tận dụng đất dốc cùng với khí hậu mát mẻ để chuyển sang trồng những cây có giá trị kinh tế cao như cà phê. Nhờ sự nỗ lực quyết tâm và hỗ trợ thêm kỹ thuật từ ngành nông nghiệp mà loại cây này đang góp phần đáng kể giúp người dân xóa đói giảm nghèo, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Sau đây là ghi nhận tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Những ngày này, chị Hàng Thị Dê ở bản Háng Đề Đài, xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đang tập trung bón phân cho hơn 1 hectare cây cà phê mới được trồng từ năm ngoái. Cách đây 3 năm, chị và chồng đã sang Sơn La để lấy giống về trồng. Theo chị Dê, dù trồng thử nghiệm, nhưng cà phê của gia đình đã ra quả được 2 năm nay. Vụ cà phê năm 2023, chị đã sử dụng số hạt cà phê thu hoạch được để ươm cây giống, cũng như bán cho một số hộ dân trên địa bàn của bản. Mấy năm gần đây, thảo quả mất giá quá, nên hai vợ chồng đã sang Sơn La để lấy giống cà phê này về trồng. Chúng tôi hy vọng cà phê sẽ cho năng suất và đảm bảo về hàm lượng để bán ra thị trường. Chị Dê cũng cho biết, cây cà phê này khá phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng của địa phương. Nếu chăm sóc tốt, chỉ sang năm thứ hai đã cho ra quả. Đến năm thứ ba, người trồng có thể bội thu với sản lượng trung bình từ 3,5 đến 4 kg quả tươi. Đặc biệt, công chăm sóc đối với loại cây này lại không vất vả như một số cây trồng cũ của gia đình. Tôi thấy cây này không khó chăm, mà sản lượng cũng đảm bảo hơn nhiều loại cây trồng khác. Chỉ cần mỗi năm chủ động chăm sóc tốt và bón phân cho cây, đảm bảo đúng kỹ thuật, không để bị rửa trôi. Làm được như vậy, cà phê sẽ đảm bảo dinh dưỡng để phát triển và cho ra sản lượng khá cao. Ngoài gia đình chị Hàng Thị Dê, đầu năm 2024, có thêm 4 hộ gia đình khác của bản cũng tiến hành trồng thử nghiệm cà phê. Dù là cây trồng mới, nhưng hiện nay, chính quyền địa phương hết sức quan tâm và tạo điều kiện cho người dân. Cán bộ của xã thường xuyên đến tham quan, kiểm tra và phối hợp với gia đình chuẩn bị các mẫu phẩm để kiểm định hàm lượng cà phê trong quả. Từ đó, có định hướng lâu dài để nhân rộng loại cây này khi đảm bảo các điều kiện, giúp bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững trong tương lai. Đi thực tế xem cái mô hình của hộ Hờ Át Cha ở bản Háng Đề Đài này thì chúng tôi mới thấy rằng là cái cây cũng rất là tốt và cho quả cũng rất là nhiều. Thì trong thời gian tới thì xã sẽ cùng với hộ để tuyên truyền rồi là tìm những cái đầu ra nhà cung ứng, người ta tư vấn về phân bón cũng như là kiểm định cái chất lượng, để tới này nếu mà có chất lượng thì để bà con người ta phấn khởi và người ta tiếp tục sẽ nhân rộng và trồng nhiều lên. Cà phê, mắc ca, hạt rẻ trùng khánh là những loại cây mới được đưa vào trồng thử nghiệm, nhưng bước đầu đã cho hiệu quả kinh tế, hứa hẹn sẽ là loại cây trồng mới hiệu quả về kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập, tạo sinh kế mới cho người dân các huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái trong tương lai. Do thói quen sinh hoạt và làm việc, bệnh lý cơ xương khớp ngày càng tăng và có xu hướng trẻ hóa. Ngoài chủ động thăm khám và tầm soát bệnh sớm, việc triển khai các phương pháp điều trị mới đã và đang giúp người mắc bệnh lý về xương khớp giảm các biến chứng tăng nặng, nâng cao chất lượng cuộc sống. Vâng ạ, một trong những biện pháp tối ưu nhất ở thời điểm hiện tại chính là tiêm huyết tương dầu tiểu cầu, PRP.
Đây là phương pháp điều trị bệnh xương khớp an toàn, hiệu quả, giúp phục hồi các mô tổn thương một cách tự nhiên, giảm đau và tăng sản xuất dịch gần khớp. Gần 20 năm sống trong những cơn đau nhức xương khớp ở vùng thắt lưng, vai gáy và khớp gối, người phụ nữ này thường xuyên phải đi massage nhưng vẫn không đỡ hơn là bao. Gần đây, khi tới Bệnh viện Đa khoa An Việt, Hà Nội, qua siêu âm, các bác sĩ nhận thấy tình trạng khớp gối bên trái của bệnh nhân sưng nề, tràn dịch khớp gối rất nhiều. Sau khi hút hết dịch, các bác sĩ đã tư vấn chị Xuân thực hiện phương pháp huyết tương giàu tiểu cầu PRP. Sau khi thực hiện tiêm các vị trí khớp bị đau, tình trạng của chị đã cải thiện đến 70% ngay lần đầu tiên. Ở nhà là ngày nào cũng đi xoa bóp, một tháng phải đi đến 10 lần. Nhưng đau quá, nhưng mà dạo gần đây ấy, là dịch lên da nhiều, khớp đau quá không chịu được, bắt đầu mới xuống Bệnh viện An Việt lại. Thì từ hôm tiêm về là thấy nó đỡ nhiều, ngủ được, giảm đau. Lần này tôi tiêm xuống đây tiêm là lần thứ hai. Siêu âm thì có thấy là bên cái khớp gối bên trái đấy thì là tràn dịch khớp gối rất là nhiều. Bệnh nhân không co duỗi lại được chân thì bọn tôi đã sử dụng kỹ thuật là hút dịch khớp gối cho bệnh nhân. Sau đó là chúng tôi sử dụng cái huyết tương dầu tiểu cầu tự thân là BMB đấy, tiêm cho bệnh nhân, và đến lần này là bệnh nhân quay lại với chúng tôi thì bệnh nhân rất là ổn định. Dịch khớp gối là không còn nữa, bệnh nhân không còn đau, đi lại rất là dễ chịu. Cái thứ hai là bệnh nhân còn có cái thoát vị đĩa đệm, cột sống thắt lưng, hôm đến cũng rất là đau, cột sống thắt lưng cũng rất là đau. Thì cũng điều trị bằng cái huyết tương dầu tiểu cầu tự thân đấy, thì hôm nay bệnh nhân thấy là cái lưng là ổn định rất là nhiều. Phương pháp huyết tương dầu tiểu cầu được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa An Việt từ năm 2019 với kết quả tốt trên người bệnh. Huyết tương dầu tiểu cầu là một trong những phương pháp mới hoạt động theo cơ chế điều hòa tự thân, tức là tận dụng khả năng chữa lành tự nhiên của máu đối với tổn thương gân, dây chằng, cơ, xương. Đặc biệt, huyết tương dầu tiểu cầu được lấy từ máu của chính bệnh nhân nên rất an toàn, không có nguy cơ bị lây truyền, dị ứng, cũng như phản ứng đào thải của cơ thể. Cái bản chất của nó là lấy máu tự thân. Đấy, mình sẽ lấy máu tự thân để mình đi ly tâm ra được cái huyết tương dầu tiểu cầu, sau đó là mình sẽ tiêm lại cho bệnh nhân. Và những cái khớp mà thoái hóa hay là những cái điểm đau của bệnh nhân ấy, thì cái huyết tương dầu tiểu cầu này thì nó là một cái chất giống là nó tăng sinh tái tạo, với lại nó có là chống viêm và giảm đau nữa. Quá trình lấy máu và ly tâm tách huyết tương giàu tiểu cầu được thực hiện theo quy trình y tế nghiêm ngặt. Sau khi tiêm, người bệnh có thể về nhà ngay. Hiệu quả điều trị cao mà không can thiệp phẫu thuật, phương pháp điều trị bằng cách tiêm huyết tương giàu tiểu cầu đã mở ra cơ hội điều trị mới cho các bệnh nhân thoái hóa khớp gối, đĩa đệm, cổ vai gáy. Nhất là khi bệnh này đang trở nên rất phổ biến với mọi lứa tuổi, mọi giới tính.